Nỗi ám ảnh cuộc đời Phạm Đình Chương bị anh rể Phạm Duy cướp vợ, tai tiếng nhất giới nhạc sĩ. Cuộc đời nghệ sĩ Phạm Đình Chương mang nặng nỗi niềm vì một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy mang đến cho ông hân hoan hạnh phúc, nhưng cũng chính bà là người gieo vào trái tim đa sầu, đa cảm của Phạm Đình Chương một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Bao nhiêu là cay đắng, bao nhiêu là ê chề vì chữ tình, ông gửi hết vào giai điệu và hiến dâng cho đời những tuyệt phẩm. Gia đình tài tử và cuộc tình lớn trong đời. Phạm Đình Chương sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Đây là một gia đình có nhiều tên tuổi, ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc nước nhà. Cha của Phạm Đình Chương là ông Phạm Đình Phụng, là một người chơi đàn tranh nổi tiếng và có hai đời vợ. Người vợ đầu của ông Phụng có hai người con là Phạm Đình Sĩ, chồng của nữ kịch sĩ Kiều Hạnh, cha ruột của ca sĩ Mai Hương, và Phạm Đình Viên, tức là ca sĩ Hoài Trung. Người vợ thứ hai, một nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng của xứ Bắc, là mẹ ruột của những tên tuổi lớn một thời, như là Phạm Thị Quang Thái, ca sĩ Thái Hằng, vợ của ca sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương và Phạm Thị Băng Thanh, tức là ca sĩ Thái Thanh. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ông đắm mình trong âm nhạc từ khi còn nhỏ. Ông được cha và bạn bè của cha dạy nhạc lý từ sớm. Tuy nhiên, phải nói một cách trung thực, tài hoa của người nhạc sĩ này được biết đến nhiều là nhờ vào khả năng tự học, tự rèn luyện của chính ông. Giai đoạn sau năm 1945, khi kháng chiến chống Pháp đang sục sôi, các anh em của Phạm Đình Chương cũng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ hoạt động trong ban văn nghệ quân đội của quân khu 4 và quân khu 3. Trong giai đoạn ấy, anh em nhà họ Phạm đã thành lập ban hợp ca Thăng Long, mang lời ca tiếng hát để phục vụ cho cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Ở thời điểm đó, Phạm Đình Chương cũng bắt đầu sáng tác. Tác phẩm đầu tay của ông là nhạc phẩm tiền chiến, mang không khí hào hùng, mạnh mẽ, như là Ra đi trời vừa sáng, Hò leo núi hay là Được mùa. Năm 1954, có tài liệu ghi là năm 1951, cả gia đình của Phạm Đình Chương chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Tại Sài Gòn, ban hợp ca Thăng Long được tái hợp với sự hiện diện của các tên tuổi đã thành danh như là Hoài Bắc, nghệ danh của Phạm Đình Chương, Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng, Phạm Duy, đôi khi còn có thêm sự góp mặt của ca sĩ kiêm diễn viên Khánh Ngọc, sau này là người vợ, cũng là mối tình lớn nhất, sâu đậm nhất trong cuộc đời của Phạm Đình Chương. Thời ấy, ban hợp ca Thăng Long có cái tên ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Sài Gòn. Phòng trà, sạp hát nào có sự xuất hiện của họ sẽ đều cháy vé. Tên tuổi của họ cũng được nhiều tờ báo tận dụng để kiếm tiền, bởi cứ in hình của ban nhạc anh em, đặc biệt là ba giai nhân gồm Thái Thanh, Thái Hằng và Khánh Ngọc ở trang bìa thì có thể kiếm ăn được kha khá. Trong giai đoạn này, Phạm Đình Chương vẫn sáng tác đều đặn những ca khúc mang âm hưởng nhớ quê hương miền Bắc như là Anh đi chiến dịch, Khúc giao duyên hay là Xóm đêm. Ông còn được biết đến là thiên tài phổ thơ thành nhạc một cách hào hoa, tạo nên nhiều nhạc phẩm để đời. Được biết, chính trong môi trường âm nhạc sôi động ấy, ông đã gặp gỡ, yêu và nên duyên vợ chồng với ca sĩ, diễn viên đức tiếng thời ấy, có tên là Khánh Ngọc. Khánh Ngọc là một ngôi sao sáng chói của bầu trời nghệ thuật Sài Gòn. Bà được báo chí trao cho danh xưng Ngọn núi lửa vì vẻ ngoài cực kỳ nóng bỏng và gợi cảm. Bà từng là mục tiêu săn đón của biết bao đại gia Sài Gòn thừa ấy. Khánh Ngọc không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút mà còn có một giọng ca mê đắm lòng người. Lần đầu tiên gặp Khánh Ngọc, Phạm Đình Chương đã trao trái tim cho người con gái ấy. Và với danh tiếng lừng lẫy là ngôi sao sáng trong ban hợp ca đình đám Thăng Long nên ông đã chiếm được trái tim của người đẹp. Sau một thời gian yêu nhau, họ nên duyên vợ chồng trong ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn sự ghen tị của nhiều người. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại kết thúc trong tai tiếng sau đó ít lâu. Cuộc hôn nhân đổ vỡ đã để lại trong trái tim của Phạm Đình Chương nỗi đau không thể xóa nhòa theo thời gian. Nỗi đau tình vì bị phản bội ấy đã được gửi gắm trong âm nhạc bằng những bản tình ca lay động lòng người, trong đó có tác phẩm Nửa hồn đau thương. Cuộc tình nghiệt ngã với cô đào nóng bỏng. Trong những năm 60 của thế kỷ trước, báo chí Sài Gòn chấn động vì cuộc ly hôn đầy tai tiếng của Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc. Khi ấy, người nhạc sĩ tài năng phải đón nhận nỗi đau tột cùng khi kỳ án ăn chè nhà bè đã được báo chí lá cải Sài Gòn khai thác triệt để, với những hình ảnh nóng hổi cập nhật từng ngày. Bởi vì những người trong cuộc, không ai khác, đều là những người nổi tiếng lẫy lừng, là các thành viên trong một gia đình tài tử danh tiếng. Trước khi cơn bão ập đến, Phạm Đình Chương đã nghe phong phanh những điều tiếng không hay về vợ. Đó là Khánh Ngọc đã có một người đàn ông khác. Tuy nhiên, vì tình yêu mà ông dành cho vợ quá lớn nên không tin vào những điều tiếng ấy. Hơn nữa, họ đang có với nhau đứa con 4 tuổi.
Bản thân ông hiểu, khi đã sống trong thế giới đèn màu, những câu chuyện bên lề, ác ý như vậy là không thể tránh khỏi. Thế nên ông cứ sống im lặng. Ông tránh tiếp xúc với những câu hỏi của dư luận, báo chí về việc này. Thế nhưng, đã là sự thật thì không có một bức màn thưa nào có thể che đậy được. Chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Một buổi tối định mệnh, theo yêu cầu của một người bạn thân, Phạm Đình Trương đã có mặt và bắt quả tang vợ mình đang cùng với nhân tình ăn chè tại tận miệt nhà bè vùng ven Sài Gòn. Nỗi đau lớn nhân lên gấp bội khi mà tình nhân của Khánh Ngọc không ai khác chính là một thành viên trong gia đình của ông. Mối quan hệ cay đắng và oan nghiệt. Thời điểm ấy, trời đất như sụp đổ dưới chân Phạm Đình Trương. Nhờ có người bạn dìu, ông mới gắng gượng ra về với cõi lòng tan nát. Người ta kể rằng những ngày sau đó, Phạm Đình Trương đã khóc hết nước mắt vì bi kịch của gia đình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông gạt nước mắt, đâm đơn ra tòa ly hôn. Cuối cùng tòa phán quyết, thuận tình cho ông ly hôn và ông cũng được quyền nuôi đứa con chung của hai người. Sau cuộc hôn nhân đầy nghiệt ngã ấy, cuộc đời của Phạm Đình Trương chuyển sang một lối rẽ khác. Cuộc sống của ông giờ chỉ còn lại là nỗi buồn, nỗi đau và đôi khi là sự uất hận về chữ tình. Chìm trong đau khổ, ông dần tách khỏi ban hợp ca Thăng Long, né tránh thế giới bên ngoài. Đây cũng chính là giai đoạn ông liên tiếp cho ra đời những bản tình ca đầy tâm trạng, như là Người đi qua đời tôi, Đêm cuối cùng, Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Có giai thoại kể rằng, trong một đêm mưa buồn, ông tình cờ đến giải quay tại sân khấu đại nhạc hội. Không ngờ tại đây, ông gặp lại người xưa, tức là ca sĩ Khánh Ngọc đang biểu diễn. Kết thúc đêm diễn, trời đang mưa như chút nước giữa đường phố Sài Gòn. Ông tiếp cận và ngỏ lời, muốn đưa vợ cũ về nhà. Thế nhưng Khánh Ngọc đã từ chối. Ông lặng lẽ đi dưới trời mưa về nhà với ngổn ngang những tâm trạng buồn bã, ký ức niềm hạnh phúc với người đàn bà đã vụt qua cuộc đời mình. Trong đêm đó, khi về đến nhà, Phạm Đình Trương buồn say dứt. Ngay thời khắc ấy, ông đã quyết định quyên sinh. Thế nhưng giữa đêm mưa gió, nghe tiếng đứa con trai bé bỏng khóc, thế là ông trở lại với thực tại, quên đi cái ý nghĩ điên rồ kia. Cũng trong cái đêm đó, trong lòng của Phạm Đình Trương vang lên lời thơ, bài Lệ đá xanh của Thanh Tâm Tuyền. Những lời thơ dường như đã nói giúp ông bao đau thương, bao uất hận đang giấu trong lòng. Và thế là ông đã mượn một phần lời thơ của Thanh Tâm Tuyền để viết nên bản tình ca bất hủ, có tên Nửa hồn đau thương. Sau năm 1975, Phạm Đình Trương xuất ngoại, định cư tại Mỹ và mất trong cô độc. Trước đó thì người vợ cũ của ông, nữ ca sĩ diễn viên Khánh Ngọc, cũng sang Mỹ và có một gia đình mới. Có nhiều người kể, thi thoảng vô tình nghe nhạc phẩm Nửa hồn đau thương của chồng cũ vang lên ở xứ người, bà ấy đã lấy tay quẹt vội những giọt nước mắt. Đời người đã qua, nỗi đau cũng đã trở thành miền quá vãng, nhưng những tác phẩm của Phạm Đình Trương để lại cho đời đến nay vẫn còn vang vọng. Đến giờ, khi nghe bài Nửa hồn tương đau vang lên với nỗi buồn cồn tả, ít người biết rằng Phạm Đình Trương đã gửi hết nỗi đau của cuộc đời mình vào bản tình ca đó. Nhạc sĩ Phạm Đình Trương sinh năm 1929, mất năm 1991, là nhạc sĩ tiêu biểu nhạc Việt từ năm 1950 trở đi. Ông sinh ra tại Bạch Mai, Hà Nội, trong một gia đình truyền thống âm nhạc. Cả hai cụ thân sinh ra ông đều chơi nhạc cổ truyền. Ông là em ruột của ca sĩ Thái Hằng, vợ của ca sĩ Phạm Duy và là anh của danh ca Thái Thanh. Nhạc sĩ Phạm Trương bắt đầu sáng tác vào năm 1947, khi 18 tuổi, với tác phẩm đầu tay là ca khúc Xa đi khi trời vừa sáng. Trong thập niên 50, ông đã viết những tác phẩm thành công và để đời như là Ly rượu mừng, Xuân ta hương, Thở ban đầu hay là Tiếng dân trài. Đáng kể nhất là Trường ca bất hủ, Hội trùng dương. Nhạc sĩ Phạm Đình Trương sinh năm 1929, mất năm 1991. Khi soạn nhạc, ông ký bút hiệu là Phạm Đình Trương, còn đi hát chỉ trong ban hợp ca Thăng Long, ông có tên gọi khác là ca sĩ Hoài Bắc. Nhạc sĩ Phạm Đình Trương sinh ngày 14 tháng 11 năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội. Quê của ông ở Hà Nội, còn quê ngoại thì ở Sơn Tây. Ông xuất thân trong một gia đình mang truyền thống âm nhạc, thân phụ là Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của cha ông sinh được hai người con trai tên là Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viên. Phạm Đình Sĩ lập gia đình với nữ kịch sĩ Kiều Hạnh và có con gái là ca sĩ Mai Hương. Còn Phạm Đình Viên tức là ca sĩ Hoài Trung trong ban hợp ca Thăng Long như đã nói. Người vợ sau tức là mẹ ruột của Phạm Đình Trương sinh ba người, gồm trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức là ca sĩ Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Con trai thứ là nhạc sĩ Phạm Đình Trương và cô con gái út là Phạm Thị Băng Thanh, tức là ca sĩ Thái Thanh. Từ nhỏ, gia đình của Phạm Đình Trương đã được nhiều người chỉ dẫn về nhạc lý, nhưng phần lớn, ông vẫn tự học là chính. Trong những năm đầu kháng chiến, Phạm Đình Trương, tức là ca sĩ Hoài Bắc, cùng với anh chị em ruột hai dòng,
như là Hoài Trung, Thái Hằng và Thái Thanh gia nhập ban văn nghệ quân đội ở Liên Khu 4, để từ đó thành tên Ban Hợp Ca Thăng Long. Nhạc sĩ Phạm Trương bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 1947, lúc mới 18 tuổi, nhưng phần nhiều, nhạc phẩm của ông thường được xếp vào dòng tiền chiến bởi mang phong cách trữ tình lãng mạn. Các nhạc phẩm đầu tiên như là Ra Đi Khi Trời Sáng, Hò Leo Núi có không khí hùng tráng và tươi trẻ. Năm 1954, nhạc sĩ Phạm Trương cùng với gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống, rồi tái lập lại Ban Hợp Ca Thăng Long để hoạt động. Trong thời kỳ này, sáng tác của ông thường mang âm hưởng miền Bắc như nói lên tâm trạng hoài hương của mình, như là nhạc phẩm Khúc Sao Duyên, Thằng Cuội, Được Mùa hay là Tiếng Dân Trài. Thời gian sau, ông viết nhiều bản nhạc nổi tiếng và vui tươi hơn như là Xóm Đêm, Đợi Chờ, Ly Rượu Mừng hay là Đón Xuân. Sau khi cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ Khánh Ngọc tan vỡ, ông bắt đầu sáng tác tình ca. Ông đem tâm trạng đau thương và những bài nhạc tình xa xiết, đau nhức và bút giá như là Đêm Cuối Cùng, Thờ Ban Đầu, Người Đi Qua Đời Tôi, Nửa Hồn Tương Đau. Có thể nói, Phạm Đình Chương là một trong những ca sĩ phổ thơ hay nhất. Nhiều bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như là Đôi Mắt Người Tây Sơn, Mộng Sưới Hoa, Nửa Hồn Đau Thương, Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn. Và ông cũng đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam một bản trường ca bất hủ mang tựa đề Hội Trùng Dương, viết về ba con sông nước Việt Nam là sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long. Phải nói là ông có biệt tài phổ thơ thành nhạc. Ngoài bài Mộng Sưới Hoa nói trên, ông đã đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như là Màu Kỷ Niệm, Nửa Hồn Đau Thương, Người Đi Qua Đời Tôi, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, Đêm Màu Hồng để trở thành những tình khúc bất hủ. Có lẽ là đóng góp lớn nhất của ông cho nền tân nhạc Việt Nam là trường ca Hội Trùng Dương, sáng tác trong thập niên 60, gồm 3 ca khúc Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Hương và Tiếng Sông Cửu Long. Chúng ta có thể kể hàng trăm bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, thương mến đất nước trong gia tài Việt, nhưng không gì hùng vĩ và ý nghĩa bằng trường ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương, Con Đường Cái Quan của Phạm Duy và Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương. Nhìn lại quá trình sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương từ ngày ông được sinh ra tới ngày từ trần vào ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại miền Nam California của Hoa Kỳ, với khoảng trên 60 ca khúc đủ loại như những viên kim cương âm nhạc, hầu hết đã được thời gian chứng cho người nhạc sĩ tài danh này. Sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, còn tằm nhà tơ cho đến sợi tơ cuối cùng. Và những sợi tơ ấy giờ vẫn còn sáng ngời, lấp lánh và rực rỡ